đến với cả một cái tiếp theo được. Mặc dù ngày hôm nay họ bắn như thế nào nhưng BTS mất đi hai người, Genpop và cả Vichulaba đều đã phải nằm. Zaxi và Satalet là hai player còn lại nhưng đối đầu với một trong những player gọi là có kỹ năng bên phía Team P như Kito thì cũng sẽ phải xem xét. Và vừa rồi thì ZK và Trắng 19 đã mang về cho mình đứng trước các thành viên bên phía Team Yudu. Đó là những điểm kill dành cho đại diện đến Việt Nam, 3 kill như Team Mix rồi. Còn phía bên này Team P, ví dụ Kido và cả ví dụ Adam đã clear đi hoàn toàn cho thành viên bên phía Team P thì đại diện đến Indo phải nằm lại ở vị trí top thứ 14 với 3 kill. Khó rồi cho bên phía Team X, tuy nhiên Trắng 19 rất khó để cứu vào thời điểm hiện tại khi mà vẫn còn đó là một player về phía Jodo, anh ấy đang cam đó là player cuối cùng. GK đang phải có cái chạy thật nhanh ra để cứu, phát hiện đối phương ở đâu rồi. Nào, hy vọng là Trắng cũng đã vào một cái góc đủ an toàn. Với giai đoạn phase 2 này thì cứu nhau ngoài bo vẫn là thoải mái thôi. Và đây là quả nét tốt đến từ phía GK, quả nét giữa đỉnh đầu đối phương và sẽ cứu được Trắng 19 ở thời điểm hiện tại. Và 4 điểm kill được cộng vào dành cho các viên bên phía Team X. Thì họ đang có mặt ở khu cánh trái và chua cóng vừa rồi đã đốc ao đi vị trí của Lapa. Tính Gosa bây giờ có cơ hội trước những đại diện đến từ của Indo. Và bây giờ thì Lapa, lúc đó là Genfort đảo ra phía bên phải và tiếp tục vượt hướng thì hiện tốt đến từ vị trí của Lamborghini. Một tiếng 5 bắn mà tôi nghĩ là không thể bất ngờ hơn dành cho đại diện đến từ khu vực Việt Nam. Không thể làm gì được hơn khi đây là một tình huống 1 vs 4 đến từ vị trí của Ryu. Ryu người đi bỏ lại phía sau, anh ta không thể áp sát một nhà cũ gần viên bên phía Team Vầu. Và bây giờ 1 vs 3 quá khó. Quá khó khi mà Vầu họ vẫn còn cho mình đó là một cái lượng nét khủng lồ. Quả nét đang hướng đến vị trí của Ryu. Và không biết rằng Ryu sẽ chống đỡ được bao lâu đây. Đối phương hai con Bucky lao thẳng vào đầu và thậm chí là sẵn sàng với tình hút luôn. Và đây sẽ là thật hết dành cho các viên bên phía của Team TDK rồi. Cho dù Ryu cũng đổi được một mạng đấy, Ryu thậm chí đổi được hai, nhưng lượng máu anh ta là nguy kịch quá. Liệu bất ngờ nào tạo ra trong đây thì không có một cái phớt nào dành cho chị Ryu cả. Bây giờ thì 1 vs 1. Và đó là các viên bên phía đi vầu, vẫn là một chiến thắng dành cho vầu thôi. Khu vực cảng chắc chắn sẽ là một trong số những cái vị trí quan trọng mà Yodo lên họ đang muốn áp sát vào, nhưng Boom có vẻ cũng đang được tương tự luôn. Còn đối với Atego, Alpha 7 nấp A là Satalet. Tuy nhiên thì Boy Seal cũng đã phải ngã xuống, Genpop hạ được hai for you. Và giờ góc đứng Genpop đang góc đứng free shot, anh ta hạ cũng thêm cả Alpha 7 nữa. Atego đang gặp khó, họ chỉ lại có đúng một player duy nhất mà thôi. BTR vẫn thể hiện khả năng giao tranh mạnh của mình và Rosemary. Hãy xem nào, vị trí đã bị lộ rồi. Và sẽ là cái án tử dành cho các viên bên phía của team After Ego mà thôi. 4 điểm kill đã có dành cho các viên bên phía của team BTR và tổng là 5 kill đến thời điểm hiện tại. Đây là diện Indo. Còn đồ mà có hai người bên phía Vampire định ấp vào đây luôn. Và không biết là Vampire bắn yếu. Thực ra bắn yếu thì nó không phải là một cái tiền đề đủ hay để có thể thực hiện một cái pha giao tranh. Và bây giờ Sky đỗ lại với chúng tôi. Và Vampire knock out the stone. Và bây giờ thì phát hiện nó nốt người còn lại đang ở đâu, đó là chi của Nuzi. Một tình huống vâng dừng xe, không hiểu ý đồ gì từ Vampire. Bây giờ thì khi mà đã có người nó vào ngay, tức là Vampire phải đi tổ đội hình của mình với 4 người ngay. Lapo đã có mặt ở đây rồi và Lapo cần phải có cho mình điểm nó vào đây rồi. Tony K đã nằm. Lượng máu Lapo vẫn là đủ và tiếp tục là sắp lo Tony K. Double kill và triple kill rồi đi go xa về rồi. Chua bị knock out nhưng chúng ta đã phát hiện ra vị trí Nuzi đang ở đâu. Bây giờ đấy họ còn nết hay không, đây rồi còn một quả nết nữa đến từ chưa Lapo. Nên thì Nuzi cũng đang thể hiện cái đáng quẩy của mình là cực kỳ khéo. Mình đã phát hiện ra Nuzi rồi, đấu IBS vs DIK. Và một lần nữa thì cầu IBS của Lapo lại lên tiếng. 3 điểm kill đã có dành cho đội hình của team Digo Saver ngay từ thời điểm đầu tiên. Sâu áp bây giờ thì cũng đang cố gắng nhoài người lên để hạ cục kinh tế về phía đối phương. Như Swap ơi, tại sao lại phạm những sai lầm khi mà đặt tầm ở trong khoảng gian cuối game thì cũng nên trở về đó 2v2. Brick quá yếu máu rồi, 49% vẫn là một con số chấp nhận được. Hưu máu thế nào nhưng bây giờ không còn một lượng đồ hưu nào cả đến từ vị trí của Brick. Nhưng ngay sau đó thì Lilic phải nằm, tình huống được đưa trở về đó là 2v2 đang chia máu.
đang chia bóng đến từ thành viên bên phía Team Mix ở trong khoảng gian cuối game. Và bây giờ thì khẩu Pharmat trong tay của GK, nó phải bắt được ít nhất một người bên phía Team Boom ở khoảng gian cuối game này. Chúng ta cũng đã lỡ mất một cái top 1 ở khoảng gian nửa đầu ngay từ đầu hôm nay. GK đang là một trong những key player ở tình huống bắn này, bạn đã nhìn thấy được cả vị trí của Frenzy cố gắng cầu máu rồi. Rick bây giờ thì cũng đang cố gắng cover phía sau, những cái lượng đồ trên người các thành viên bên phía Team X không còn quá nhiều. Và bây giờ thì Rick top 1, và ngay sau đó GK đẩy lên top 1 trong ba trận đấu này, dành cho các thành viên bên phía Team X ở trận đấu thứ 5 của ngày thi đấu hôm nay. Cuối cùng thì điều đó cũng đã đến, đó là một cái top 1 dành cho một đại diện đến từ Việt Nam và không ai khác lại là Team X. Vẫn là đại diện của Indo. Còn đối với chặng run này, Spock thì đã tan đi rồi, vẫn chưa chủ động di chuyển ra. Nào, ra thả một quả nét vào đầu của Boom thì có phải là ok không? Louis, tôi tặng ngay vị trí ở run một con xe Way Alpha mới mua. Còn bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện của Levit. Nào, với cả vị trí của Parasite, người chơi đang cố gắng pick đầu nhau. Tầm này chưa cần đẩy, Ron sẽ phải là người di chuyển ra phía bên ngoài để bắn các thành viên bên phía như Boom Spot. Nhưng bây giờ thì Bom Bit đã bắn vào, bởi đó là vị trí của chùa công. Levit đang cố gắng đảo vị trí những cái tên Dron. Các bạn ơi, hãy để ý cái tên Dron kia di chuyển ngay sau lưng các thành viên bên phía như Boom Spot ở trong khoảng thời gian này cực kỳ nhạy cảm. Ai đó bên phía như Boom Crazy phải nằm xuống ở trong tiếng này. Dron nếu như không bắn thì sẽ là hơi, nhưng đây là một góc bắn quá đẹp dành cho vị trí của Malazin. Bom Bit nhiều máu rồi, chúng ta có cơ hội để có thể mà kết thúc đi cái này về bên phía như Movie Sport. Thì muốn được đưa trở về đó là 3 vs 1 vs 1 ở trong khoảng gian cuối cùng, và Bom Bit bây giờ đã lộ, bởi đó là vị trí của chùa. Tiếp tục là những tơn nhá khi mà bóng bò nó bò vào. Lợi thế của cái này về bên phía như Ningo Savio nó càng trở nên rõ rệt với 81,5% ở trong khoảng gian cuối game. Và bây giờ thì Dron vẫn chưa bị phát hiện. Bom Bit chủ động di chuyển, Bom Bit sẽ được bắn ở trong tiếng này, không còn một quả nét nào cả nên chúng ta sẽ phải đẩy chạy. Bom Bit quá yếu rồi, và đó là một điều bắn tốt nữa đến từ vị trí của Malazin. Dron đang yếu một PSI ở trong khoảng gian cuối game. Đây sẽ là những spam và top 1 tiếp theo nó dành cho cái thành viên bên phía như Ningo Savio. Một cái top 1 đến rất kịp thời dành cho Ningo Savio để chúng ta có thể hoàn thành giai đoạn vòng bảng với một cái số điểm tốt hơn con số đầu nặng.